đừng để sự thiếu suy nghĩ làm chủ mình bốn câu hỏi sau đây sẽ giúp các bạn có tư duy mạch lạc thấu đáo hơn tránh những vấn đề không đáng có đặc biệt là ở chốn công sở thứ nhất ta cần gọi tên vấn đề bằng câu hỏi vấn đề tôi muốn giải quyết là gì tuy nhiên cách đặt câu hỏi cũng cần được chú ý vì nó cần thỏa mãn những yêu cầu sau lượng hóa vấn đề là bước tiếp theo chúng ta cần làm qua câu hỏi vấn đề này lớn đến mức nào tiếp đến chắc chắn là phải đào sâu vào nguyên nhân của vấn đề vì không thể nào chỉ giải quyết phần ngọn của khó khăn khúc mắc hay là mâu thuẫn ta phải tấn công vào gốc rễ cuối cùng là giải pháp tốt nhất là gì và áp dụng nó như thế nào sau khi suy nghĩ về các lựa chọn ta nên cân nhắc chúng trên ba yếu tố chi phí thời gian và năng lực bản thân nếu mà vấn đề phức tạp quá thì cũng